Hello mọi người, ra sao ba thế hệ mới bây giờ nghe nhạc coi phim nó đã lắm. Có khoảng 24-25 triệu là các bạn đã có những cái loa giống như là cái JBL 31000 này. JBL 31000 có thiết lập kênh 7.1.4 với tổng cái công suất là 880W, trong đó thì 440W là của sau 3, 140W là từ các loa surround và 300W nữa là từ subwoofer. Hai kênh trái và phải của JBL 31000 là bốn cái driver được thiết kế xẻ rãnh gọi là racetrack driver. Kích thước là 46mm nhân với 90mm gồm hai driver mỗi bên. Kênh giữa center là driver racetrack 46mm nhân 90 và tweeter là 20mm. Hai kênh trái và phải đánh sang bên hông sử dụng một tweeter là 20mm và cuối cùng là hai driver full range 70mm đánh lên trần để tạo cái hiệu ứng Dolby Atmos. Mỗi loa hướng trần của JBL 31000 được trang bị một tweeter 20mm và một driver Atmos full range 70mm. Subwoofer của JBL 31000 sử dụng một cái màn loa có cái kích thước là 260mm, nó tạo ra cái chất lượng của dải trầm sâu, nặng, chắc và tạo cái độ rền, tạo cái sự tương tác của người nghe, người xem với lại cái nội dung như là game hoặc là phim nó rất là tốt. Và cái subwoofer này thì được thiết kế theo dạng bass reflex truyền thống với một cái lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Mình thì mới vừa từ Tây Ninh lên, còn trước đó thì Đạt đã setup và nghe thử cái loa này trong vòng 3 ngày, Đạt kêu là nghe hay lắm. Bây giờ mình ra mình hỏi về cái trải nghiệm của Đạt xem như thế nào ha. Hello anh Đạt, xin anh cho biết là trong những cái ngày qua sử dụng JBL 31000 anh có cảm nhận gì không? Ấn tượng đầu tiên á là đẹp, cái thứ hai nữa là rất dễ lắp đặt, mọi thứ từ A tới Z đều có trong cái manual ở trơn rồi. Tiếp theo nữa là về sáng tạo thì mình sẽ cho 100 điểm ha. Thì bởi vì sao? Bởi vì á đây, JBL đã trang bị sẵn loa surround như thế này đó, có cái nắp lại đậy lại đàng hoàng luôn. Em trải nghiệm một cái không gian phòng rộng khi mà em gỡ hai loa surround này ra, em đặt phía sau và em tạo cho mình một cái vùng để nghe khoảng 30-40 mét gì đó thì nghe rất hay. Thế kết nối của cái loa JBL 31000 này nó như thế nào anh Đạt? À thì đây là một cái soundbar Dolby Atmos với đa dạng cái kết nối bao gồm HDMI, HDMI RAC, optical, Bluetooth và Wi-Fi. Nó có AirPlay không anh? Chắc chắn là có AirPlay rồi. Ngoài ra thì anh có thể set up nó vào trong Wi-Fi để có Spotify Connect nè, rồi anh có thể chỉnh EQ và setting rất là nhiều thứ ở trong cái app JBL One. Bây giờ em có một cái câu hỏi cho anh là cái loa này có giá là bao nhiêu vậy anh? 25 triệu. 25 triệu. 24 triệu 990 ngàn. Tại vì em thấy là sáng tạo thì nó có sáng tạo, nhưng mà với cái tính năng mà Dolby Atmos không thì giá đó thì có phải là nó hơi mắc so với những hãng khác hay không? Mấy hãng khác thông thường khoảng 5 triệu, 10 triệu là người ta đã quảng cáo có Dolby Atmos rồi, 7 chấm tùm lum hết trơn rồi. Dolby Atmos thì nó có disc với nó có DAT. Cái Dolby Atmos mà em đang nói là cái Dolby Atmos mà thuộc dạng là entry level nhất, có nghĩa là nó sử dụng DSP, có là sử dụng EQ để mà nó chỉnh time, chỉnh delay, chỉnh reverb, chỉnh echo để nó giả lập lại cái không gian của nội dung Dolby Atmos. Còn đối với những cái loa giống như JBL 31000 này thì nó là loa 7.1.4, nó có loa surround và loa hướng trần. Đó, thì khi nó có loa surround và nó là loa hướng trần như thế này, giống như lúc nãy em giật ra, thì bây giờ em giật ra rồi làm sao nó hát được? Và ở đây nó có nút power đúng không? Có nghĩa là bên trong này nó phải có một cái mạch để cấp nguồn, và nó phát ra tiếng thì nó phải có driver, có nghĩa là nó phải có màn loa và củ loa. Có power vừa có driver thì ở trong này rõ ràng nó phải có cái mạch âm ly rồi. Nhưng mà đâu phải tự nhiên cái mà nó có âm ly được liền em. Nguồn nhạc nó lấy từ đâu? Nó lấy từ loa kia đúng không? Giờ con loa kia chuyển qua nó kiểu gì? Chắc chắn là phải truyền bằng kỹ thuật số. Và kỹ thuật số thì bên trong con này nó phải có thêm một cái mạch giải mã nữa. Thì nguyên cái hệ thống này nó có tổng cộng là 15 cái củ loa, và mỗi củ loa đều được đảm nhiệm bởi những cái khối amplifier khác nhau. Đó, nên như vậy thêm loa thì thêm tiền, đắt là đắt cái gì, rất là dễ hiểu. Giờ mà hạn chốt cái bài này là tao có tiền mua cam mới rồi đó. JBL 31000 có một cái tính năng rất là quan trọng, đó là calibrate. Calibrate hay còn gọi nôm na đó là làm cho sao ba nghe tốt nhất với cái không gian mà chúng ta để cái soundbar đó. Nó sử dụng microphone để nó đo đạt cái tín hiệu phản hồi từ phòng. Đây, nó sẽ phát ra những cái âm thanh
có cái số cố định như vậy. Và sau đó nó sẽ dùng DSP để nó sửa những cái lỗi đó và EQ một chút xíu để tạo ra cái âm thanh tốt nhất ở trong phòng. Mình thấy rằng cái tính năng này nó là một cái giải pháp để mà cải thiện âm thanh rất là tốt dành cho những cái căn phòng mà không có được đầu tư, cũng giống như là không có được trang bị tiêu âm, tán âm và xử lý về mặt âm học cho nó kỹ lưỡng. JBL 31000 còn có hai cái công nghệ, đó là công nghệ multibeam với lại Pure Voice. Thì multibeam là công nghệ sẽ tự động tái tạo những hiệu ứng âm thanh vòm đối với những cái nguồn phát mà không có chuẩn vòm, ví dụ như là tin tức ở trên TV hoặc là YouTube. Và bên cạnh đó, Pure Voice là một cái thuật toán DSP để mà nó lọc cái tín hiệu giọng người nói cho cái giọng nói này nổi bật hơn so với những cái âm thanh khác ở trong phim, trong game hoặc là trong nhạc. Nhờ hai cái công nghệ multibeam với lại Pure Voice này nên khi mà chúng ta xem bóng đá, xem thời sự, nghe nhạc cũng sẽ thấy nó cũng hay hơn phần nào. JBL họ bảo rằng là hai cái công nghệ này là auto, có nghĩa là khi tự động có giọng người thì Pure Voice tự động kích hoạt, và khi có những cái âm thanh mà nó không chuẩn vòm thì multibeam sẽ tự động kích hoạt. Mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều loa sau 3 rồi thì mình thấy JBL 31000 nó sẽ có cái trung âm nổi bật hơn rất là nhiều so với những cái sau 3 ở trong cùng một cái tầm giá. Nó làm cho giọng người trở nên sáng rõ so với lại bass, với lại treble, và nó trả lại cho chúng ta cái kết quả cuối cùng là một trải nghiệm nghe rất là cân bằng. Nói về cái chất lượng âm thanh khi mà xem phim và chơi game thì mình hoàn toàn rất là hài lòng với những gì mà JBL 31000 nó đã làm được. Khi mà chúng ta xem những cái nội dung mà có Dolby Atmos hoặc là DTS:X giống như là The Last of Us rồi The Hobbit, chúng ta sẽ thấy được rằng cái không gian ở trong phim nó được tái tạo rất là tốt về cả chiều sâu lẫn cả cái độ dàn trải ở trước mặt của người xem. Nãy giờ thì anh thấy là anh chơi game với anh coi phim á, anh thấy tiếng nó cũng đã dữ lắm rồi. Tiếng nó cũng hay lắm rồi. Đối với anh ở một cái sau 3, anh có cái quan niệm là anh không thể cho nó được điểm 10, chứ không là anh cho nó được điểm 10 rồi, hiểu không? Ok. Nhưng 9 điểm đối với anh là một cái số điểm perfect với lại một cái sau 3. Nhưng anh chỉ mới đánh giá ở cái mức độ là game như phim thôi. Cái trải nghiệm của em khi mà nghe nhạc thì em thấy như thế nào? Ví dụ như anh đi, anh là thằng làm review đó, anh là người chủ của cái review này, anh khen nó là nghe hay quá thì nó không có công tâm, người ta okay. Tâm tư lắm. Thì em xài thử rồi em nói cho người ta nghe thôi. Ở Hà Nội á thì có 3.900, ở đây mình có 31000 rồi. Thì anh chê thì không biết chê làm sao luôn á. Loa này nghe nhạc remix bao hay, bao đã, không tính gì. Rồi, nghe cũng đã nghe thử rồi ha. Nghe nói cũng đã nghe nói rồi ha, nghe thuyết trình, nghe trình bày là cũng xong hết rồi ha. Sao? Cái loa này 24-25 triệu, mắc không? Mắc cái gì mà mắc? Ok. Mở mic lên, mở mic lên. Giờ mà hạn chốt cái bài này là tao có tiền mua cam mới rồi đó.